bây giờ thì em xong rồi. Tới giờ shopping. I see you. Đây là mình đại sứ cho chương trình I see you. Là áo I see you. Bây giờ thì mấy độ rồi ta? Buổi tối rồi, nó còn lạnh hơn nữa. Đây này có rất là nhiều cửa hàng shopping ở Vinton. Bây giờ mình tính là đi mua một cái món đồ rất là hot của hai đồ hàng. Hai đồ hả? Wow. Em thanh trần. Mở nhạc liên tục. Tờ
tiền của mình đang cầm là tờ tiền có mệnh giá rất là lớn, đó là 50, cao nhất 50.000 won, tương đương là 50 đô. Ở đây là rất là rẻ, rẻ nhất theo như bạn thân dịch viên ở đây nói.